Hello anh em nhá, hôm nay em có nhận được một con Xiaomi Mi 13, cách chạy ROM nhà chết đen xì luôn. Đấy, thì sau đây em sẽ tiến hành em cứu em nó. Đây nha anh em có thể thấy là nó chết đen xì luôn. Này gọi là hard brick nha anh em. Thì khách chạy ROM ở nhà nghịch sâu quá nên nó bị đen xì luôn. Thì những cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ cần phải mua tài khoản out để flash lại toàn bộ phân vùng cho nó nha. Thì anh em chờ chút, em sẽ tiến hành em order out và flash lại ROM cho nó. Đây là em đang trong quá trình cài lại ROM cho nó anh em. Thì cái đoạn này ấy, là chúng ta cần phải đăng nhập một cái tài khoản, nhưng mà em đã đăng nhập sẵn rồi, đâm ra là nó sẽ flash được như bình thường. Như anh em có thể thấy là nó đang chạy ROM đây. Thì cái bước đấy thì thường là thợ mới có tài khoản thôi. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu có thể liên hệ qua cửa hàng, hoặc là có thể là lên các diễn đàn hỏi anh em xem nào có anh em nào cho thuê tài khoản không anh em nhé. Thì đợi một chút thì nó sẽ chạy xong và máy nó sẽ lên như bình thường. Thì sau khi chạy một lúc thì nó sẽ báo success như thế này anh em nhé, là đã thành công rồi. Và đây là em sẽ cho anh em xem, ở đây là máy anh em nhé. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta active như bình thường thôi. Đấy. Thì sau khi tiến hành unbreak xong thì máy nó có thể là lên nguồn được bình thường. Thì nếu mà anh em nào mà ở nhà có nghịch dại ấy, thì có thể mang qua cửa hàng em sẽ hỗ trợ anh em nhé. Anh em có thể chờ lấy ngay được. Sẽ mất một lúc để chạy phần mềm thôi chứ không có gì cả. Đấy, thì anh em nào mà ở xa thì có thể gửi máy qua cửa hàng em sẽ hỗ trợ. Unbreak xong thì em sẽ gửi về lại cho anh em. Và đặc biệt là em làm thì sẽ không cần phải tháo máy nhá. Sẽ có những con, nói chung là rất ít trường hợp sẽ cần phải tháo máy, đa phần là sẽ không cần phải tháo máy đâu anh em. Đây là thông tin của máy nha anh em. Đó, thì trên đây là cái clip em unbreak con Xiaomi Mi 13 này. Thì anh em nào mà có nhu cầu có thể liên hệ qua em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều, xin chào anh em.